Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin mới hay nhất Kính thưa quý vị và các bạn Cuối cùng thì nam thần Đặng Luân lại kết đôi với người không ai nghĩ tới Địch Lệ Nhiệt Ba Là một trong những nam diễn viên nổi bật nhất CPIT hiện tại Đặng Luân nhận được khá nhiều sự yêu mến từ khán giả Và họ cũng không ngừng ghép cặp cho anh với các nữ diễn viên Hết Dương Tử rồi tới Địch Lệ Nhiệt Ba Nhìn cặp nào cư dân mạng cũng khen là đẹp đôi Và dường như số fan ủng hộ cặp Dương Tử đặng luân có vẻ nhiều hơn do chemitri quá đỉnh từ ngày hai người đóng hương mật tự khói xương đặng luân và dương tử được cho là xứng đôi vừa lứa đặc biệt sau màn hợp tác chung trong hương mật tự khói xương tuy nhiên trong một vài tiết lộ mới nhất từ các blogger xứ trung thì chân ái của đặng luân sẽ không là dương tử mà chính là cô nàng lăng lăng thất địch lệ nhiệt ba địch lệ nhiệt ba và đặng luân mới là chân ái đặng luân và địch lệ nhiệt ba sẽ trở thành người yêu của nhau Nghe qua có thể bạn sẽ hết hồn nhưng điều này có khả năng trở thành sự thật đấy. Bởi Đặng Luân và địch lệ nhiệt ba được các rocker dự đoán là sẽ tham gia vào mùa bốn chúng ta yêu nhau đi, một phiên bản Trung Quốc của We Got Married. Tại chương trình này, các sao nam, nữ nổi tiếng trong làng giải trí hoa ngữ sẽ được xếp cặp với nhau. Trở thành người yêu tạm thời và dần già sau đó nếu tình cảm tăng lên sẽ có cuộc sống hạnh phúc gần như vợ chồng thực thụ. Đặng Luân và địch lệ nhiệt ba sẽ nên duyên trong chúng ta yêu nhau đi. Bởi vậy, nếu Địch Lệ Nhiệt Ba và Đặng Luân cùng ghép cặp trong chương trình này, người hâm mộ chắc chắn sẽ đứng ngồi không yên vì đây có thể là cặp đặc biệt nhất với nhan sắc bùng nổ cùng độ nổi tiếng vượt trội. Thực tế, trước khi có tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba và Đặng Luân cùng nhau tham gia We Got Married bản Trung, cả hai đã từng hợp tác trong bộ phim truyền hình Nghìn Lễ Một Đêm. Dù không đạt được rating đáng kỳ vọng, song không ít khán giả đánh giá Nhiệt Ba và Đặng Luân cũng khá đẹp đôi ở trên phim, nên nếu trong show thực tế như chúng ta yêu nhau đi thì chắc chắn cả hai sẽ còn được ủng hộ nhiều hơn nữa. Netizen nói gì về việc Đặng Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba cùng tham gia chúng ta yêu nhau đi? Trước tin đồn cho rằng Đặng Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ cùng tham gia chúng ta yêu nhau đi, Netizen đã chia ra làm hai luồng ý kiến trái chiều khi người ủng hộ, người lại phản đối kịch liệt bởi theo họ Dương Tử, Đặng Luân vẫn đẹp đôi hơn. Cùng xem qua một vài bình luận từ cư dân mạng nhé. Vẫn mong Đặng Luân đừng tham gia chương trình này, nhiều thị phi lắm. Đặng Luân và địch lệ nhiệt ba đẹp đôi mà, từ hồi nghìn lẻ một đêm đã mê cặp này lắm rồi. Không, mình ủng hộ Dương Tử với Đặng Luân cơ, dù sao hai người này đẹp đôi hơn, cũng hợp tác qua nhiều phim rồi nên tham gia chương trình này cũng đỡ ngại. Mấy thím cứ tranh nhau coi chừng chương trình xếp sau nữ mới toanh hoặc cho lý thấm vào nữa là xong nhé. Là tin đồn thôi đừng tin là thật, Đặng Luân và địch lệ nhiệt ba làm gì có thời gian mà tham gia sâu nữa chứ. Ủng hộ cặp này nếu chương trình mời được thì rất tin cứ phải gọi là nhảy vọt luôn đó. Mặc dù chỉ mới là tin đồn thôi, song netizen đã bàn tán không ngớt về màn tái hợp giữa Đặng Luân và địch lệ nhiệt ba tại chúng ta yêu nhau đi. Hy vọng phía nhà sản xuất sẽ sớm công khai dàn khách mời của chương trình và bạn có mong muốn Luân ba là cấp bộ của show thực tế này hay không? Địch lệ nhiệt ba kết quốc như đi đánh ghen. Tại show thời trang của một thương hiệu danh tiếng, địch lệ nhiệt ba đã có cơ hội sải bước trên sàn kết quốc. Tuy nhiên, cô nàng khiến người xem vô cùng thất vọng khi đi kết quốc hùng hổ như đánh ghen. Sau lần này, địch lệ nhiệt ba đã nhận về vô số lời chê bai từ khán giả, đồng thời mong cô nàng chú tâm vào việc diễn xuất, chụp tạp chí hay tham gia sâu truyền hình còn hơn là tập tành, thử sức sải bước trên sàn kết quốc.